nay đang tại Túng Văn Rang xin giới thiệu cách thu hoạch ấu trùng khi nuôi bằng những cái chất liệu mà nó có độ ẩm cao, thì chúng ta phải dùng nước để rửa để phân lập ấu trùng, vì khi độ ẩm cao chúng ta sẽ không thể sàng khô được. Khi đó là chúng ta cho ấu trùng vào cái đá này thì lỗ nhỏ thôi ạ, lỗ giống như là cái loại đá vo gạo này, các bạn thấy là cái lỗ nó nhỏ. Này, cái lỗ nhỏ để cho không có lọt ấu trùng. Rồi khi đó là chúng ta dùng nước, có thể là dùng, đây là hộ nhỏ lẻ, chúng ta có thể dùng để mà phân lập thu hoạch số lượng nhỏ thì chúng ta có thể dùng thùng chứa, còn nếu số lượng lớn hơn chúng ta có thể dùng cái bồn chứa lớn hơn và dùng vợt thay vì dùng cái đá lỗ nhỏ này ạ. Đây các bạn thấy cái lỗ nó nhỏ để không lọt ấu trùng. Này thì có thể dùng vợt và dùng bồn chứa lớn hơn để thu hoạch số lượng lớn hơn. Còn đây chúng tôi chỉ làm để cho các bạn thị phạm với bằng hình dung về cái cách thu hoạch. Này, là chúng ta thu hoạch số lượng là vài ký một ngày hay vài ký một lần, thì chúng ta dùng cái đá nhỏ này để mình dùng nước rửa sạch. À, mình có thể là các bạn khoắn bằng tay hoặc là có thể mình ngâm trực tiếp vào vật chứa nước để chúng ta khuấy đảo cho nó ra chất bẩn, ra nước phân để mình phân lập lại ấu trùng. À, đây là cái cách thu hoạch thủ công khi nuôi bằng những cái cốt liệu có độ ẩm cao, độ bết kín cao, cho nên là chúng ta không thể nào sàng khô. Đây là quy trình thu hoạch ở quy mô nhỏ lẻ. Sau khi chúng ta rửa sạch, chúng ta để cho ráo nước hoặc chứa vào vật chứa, rồi chúng ta có thể chắc nước sau. Các bạn hình dung là cái cách này, cách thu hoạch nhỏ lẻ ở hộ gia đình nuôi thu hoạch một lần một vài ký, thì ấu trùng này có chịu được cái sự ma sát hay là thấy là nó có khỏe nên là cũng ít có bị xây sát hay là bầm dập. Đấy, thì chúng ta có thể dùng mình cách này. Đây là cái quy trình thu hoạch với những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. À, những cái rác thì chúng ta có thể lượm ra, nhưng mà nếu chúng ta cho ăn những cái thức ăn như là cám bã đậu nành thì những cái rác này gần như là không có. Đây là chúng ta cho ăn cũng khá tạp. À, khi mà thu hoạch nhỏ lẻ thì chúng ta dùng những cái cách này. À, giới thiệu cách thu hoạch ở hộ quy mô nhỏ. Còn chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thu hoạch bằng những cái phương cách khác khi chúng ta nuôi là sản phẩm là cốt liệu khô. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy đón xem những cái livestream tiếp theo của chúng tôi. Rồi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có nhu cầu về sản phẩm hoặc có yêu cầu tư vấn, hướng dẫn hay chuyển giao công nghệ, mời các bạn hãy inbox vào trang ruồilinhđen.com.vn. ruồilinhđen.com.vn hoặc nhắn tin, gọi điện thoại vào số điện thoại 0968 869 708.
Xin nhắc lại số điện thoại 0968 869 708 hoặc inbox vào trang ruidinhden.com.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và hồi đáp mọi yêu cầu, mọi thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.